Vừa qua tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương được thành lập từ năm 2005 với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động điều tiết điện lực. 15 năm phát triển, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, Cục đã triển khai đồng bộ các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, nhất là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng thị trường bán buôn, bán lẻ điện cạnh tranh, kiểm tra, giám sát đảm bảo cung cấp điện, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, tham mưu cho Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. Kết thúc năm 2020, Việt Nam ghi nhận những con số đáng tự hào về phát triển năng lượng tái tạo. Hiện tại, tổng công suất các nguồn điện mặt trời trên cả nước đã đạt khoảng 19.500 MWp. Đây là những đóng góp hết sức tích cực và kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của đại dịch COVID-19, Cục Điều tiết Điện lực đã tham mưu cho Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc trong hai đợt của năm 2020 với tổng mức tiền hỗ trợ khoảng 12.000 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được, Cục Điều tiết Điện lực đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Cục Điều tiết Điện lực cần giám sát chặt chẽ, tham mưu kịp thời xây dựng các cơ chế, chính sách, khung pháp lý về giá điện trong công tác quản lý, điều hành giá điện, từng bước đưa công tác điều tiết giá điện đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tích cực trong quản lý nhà nước lĩnh vực điện lực, nhằm đảm bảo an ninh cung ứng điện, cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, giám sát việc vận hành an toàn, ổn định, tối ưu hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng đất nước, phát triển thị trường điện cạnh tranh, điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, gắn trách nhiệm của mình với sự phát triển của ngành điện lực quốc gia.